Mọi người đã đến với kênh của mình đó nha. Thì hôm nay mình chuyển qua đi câu cá sông nha, câu cá mè nha. Tại hôm gài mấy anh em cứ hỏi mình là làm xong không thấy đi câu. Hiện nay anh em làm clip đi câu, câu cá mè. Thì cái địa điểm câu của mình hôm nay là tại ngay chỗ bến phà Đình Khao nha mọi người. Hôm nay mình đi câu với Nhật nha. Đây, cô Nhật. Giúp đó mà có trang nha. Ừ. Thì hai anh em mình là bữa nay đi ra bến làm phà Đình Khao nha. Thì mình đang đứng ở trên chiếc phà nha, một chiếc phà đang đậu nha. Đây là toàn cảnh phà, mình mới tới thôi. Đó, có chiếc phà đang chuẩn bị ghé nè nha mọi người. Đó, phà ghé. Rồi thì Nhật đang ra cần nha. Thì điểm này trời rất là đẹp mọi người, câu chắc khá lý tưởng á. Rồi anh em mình câu nha. Đây một con. À, cá hết tiếng cá. Cá mà dảnh cà bá luôn mọi người. Mà tay xè luôn nha. Rồi tiếp tục. Con đầu tiên nha. Phà đang lên luôn á mọi người. Vừa lên cá là phà lên luôn á. Rồi thấy cảnh đẹp không? Điểm câu lý tưởng. Rồi hồi tới thì tiếp tục có cá dính mình quay tiếp nha. Đang chuẩn bị móc mồi nha. Tục nha, lên cá tiếp nha. Sao đây anh ơi? Quá đẹp ơi. Cũng được rồi mày, bọn tay xè còn nói gì nữa.
tới cả không kịp. Giờ là chắc cái tay dụng luôn nha. Con đi Thank you.
sáng yếu rồi. Ngày nay quay vô. Hello, thì giờ này cũng chiều rồi nha mọi người. Thì anh em mình chuẩn bị cuốn câu về nha. Thì cũng giặt giả một buổi rồi. Thì có con nước lớn nó ăn mạnh xíu rồi. Còn buổi chiều này thì ăn lai gai rồi. Thì mình không có quay nha. Thì đây là thành quả của hai anh em. Thì làm cũng được bụng bụng thôi à. Lâu dữ vậy còn cái đáy không? Mở lên còn cái đáy không? Đây. Thì buổi chiều nay thì hai anh em được làm được nhiêu đây nha. Hello Nhật. Hello. Hello. Em làm được nhiêu đây nhé. Cũng không nhiều nhưng mà cũng ăn cũng được 2 ngày à. Rồi, rất cảm ơn mọi người nha. Ủng hộ mình nha, cái ủng hộ thì đăng ký kênh và subscribe cho mình nha.